Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topka VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda HR-V phiên bản L, chiếc xe gầm cao 5 chỗ nhập khẩu tại Thái Lan của bên nhà Honda mà trong cái video ngày hôm nay. Thời điểm dịp những ngày cuối tháng 7 năm 2023, Topka VN cũng vừa mới cập nhật được chương trình giá khuyến mại thay đổi tăng cường giảm giá mạnh hơn dành cho bản L của HR-V. Chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm về cái phiên bản này. HR-V thì có 3 phiên bản: bản G, bản L và phiên bản RS. Video này thì Topka VN sẽ cập nhật là phiên bản L, phiên bản ở giữa, phiên bản mà cũng được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Bản L của HR-V cũng sử dụng động cơ máy 1.5 turbo, sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT. Bản L hiện tại đang có mức giá niêm yết là 826 triệu đồng. Thời điểm trước thì đâu đó giảm được 30 triệu, 35 triệu. Tại thời điểm mình cập nhật mới nhất này sẽ giảm giá lên tới 50 triệu dành cho các bạn. 50 triệu đồng tiền mặt nhé, với HR-V phiên bản L. 826 trừ 50 còn 776 triệu đồng. Lăn bánh ở tỉnh của nó có 862 triệu. Ở Hà Nội là 898 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 882 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 862, Hà Nội là 898 và thành phố Hồ Chí Minh là 882 triệu đồng. Đây là mức giá lăn bánh mới nhất của bản L Honda HR-V. Trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 242 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 279 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 262 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 242, Hà Nội là 279 và thành phố Hồ Chí Minh là 262 triệu đồng. Với cái việc mà tăng cường khuyến mại lên 50 triệu này thì có thể nói là Honda HR-V tại thời điểm này cũng đã hỗ trợ giảm giá hơn 50% lệ phí trước bạ rồi. Đây là một chiếc xe nhập khẩu tại Thái Lan, bên phía nhà máy, bên phía đại lý hỗ trợ giá như thế này để nhằm có cái tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn nữa so với những cái dòng xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Đó là về mức giá của HR-V bản L. Vậy thì nhân tiện cái video này, mình cũng xin phép là giới thiệu nhanh những cái đặc điểm về ngoại thất, nội thất, option, những cái tính năng an toàn và tiện ích của bản L HR-V dành cho anh chị khách hàng lần đầu tìm hiểu. Về phần ngoại thất của HR-V phiên bản L thì bao giờ chúng ta quan tâm tới cái đầu tiên, đó là cái phần mặt ca lăng. Mặt ca lăng thì sẽ là được sơn màu đen bóng và theo cái dạng hình sao rơi. Logo trung tâm là logo của Honda được ốp mạ chrome sáng bóng quý chị các bạn nhé. Với phiên bản RS thì sẽ có điểm nhấn thêm những cái chi tiết chrome, tuy nhiên là phiên bản L này sẽ là sơn đen bóng. Phần công nghệ đèn trang bị HR-V phiên bản L, cả đèn cốt, đèn pha đều là dạng LED quý chị các bạn nhé. Và có tích hợp đèn định vị LED ban ngày. Đó là cả đèn cốt, đèn pha đều là dạng LED. Phần mặt ca lăng thì được sơn màu đen bóng, có logo của Honda đặt ở vị trí trung tâm. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất phần đầu xe. Thế còn sang cái phần sườn xe của HR-V phiên bản L này thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái đầu tiên, đó là cái la răng của xe. La răng sẽ được sơn màu đen nhám và là la răng 17 inch các bạn nhé. Cả bốn bánh đều là phanh đĩa bốn bánh, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đó là những cái tính năng an toàn của HR-V phiên bản L này quý các bạn nhé. Cả bốn bánh đều là phanh đĩa. Tiếp theo nữa thì sang cái phần gương chiếu hậu của xe, được sơn cùng màu với thân xe, bên dưới sẽ là sơn đen và tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhé. Tích hợp xi nhan trên gương và cái phần gương này đều là gương gập điện chỉnh điện quý anh chị các bạn ạ. Phần tay nắm cửa của xe phiên bản L này được sơn cùng màu thân xe và có cảm biến mở cửa quý anh chị các bạn nhé. Đó là HR-V phiên bản L về phần gương chiếu hậu, về phần tay nắm cửa. Đó là về cơ bản về phần sườn xe, có những cái đường gân dập nổi tạo cái cảm giác vững chắc hơn, chắc chắn hơn, khỏe hơn cho cái phần sườn xe của HR-V phiên bản L. Tiếp theo là sang cái phần đuôi sau này thì chúng ta quan tâm tới những cái tính năng an toàn hỗ trợ cho người lái. Thì cơ bản HR-V phiên bản L này đằng sau nữa, ngoài ra chúng ta còn quan tâm tới cái phần công nghệ đèn. Nếu như đèn này mà bật mà đi trong đường tối thì cực kỳ là nổi bật với công nghệ biểu diễn dạng 3D của cái phần đèn hậu phía sau này các bạn nhé. Nếu như chúng ta bật lên thì đi trời tối cực kỳ là nổi bật. Ngoài ra chúng ta có một cái giải đèn LED màu đỏ các bạn nhé, chạy ngang này này, chạy nối giữa hai phần viền đèn hậu phía sau này, nó sẽ là cho ánh sáng màu đỏ các bạn nhé. Với phiên bản RS thì sẽ là màu trắng. Đây là chiếc turbo cũng được ốp mạ chrome thể hiện. Đây là chiếc xe sử dụng động cơ turbo.
phần đằng sau này chúng ta có được trang bị về camera lùi các bạn ạ. Phiên bản L này có cam lùi nhé, giúp chúng ta sẽ lùi chuồng, chúng ta nhìn đằng sau chúng ta sẽ dễ lùi chuồng hơn, không có cảm biến lùi quý anh chị các bạn ạ. Honda thì rất là ít làm cảm biến lùi, mình không hiểu lắm. Tiếp theo là vào không gian nội thất của phiên bản L này thì tất cả đều là màu đen, từ ghế màu đen, từ táp lô màu đen, từ vô lăng màu đen, tất cả các dạng nút bấm điểm nhấn cũng chỉ một chút những cái viết chữ màu trắng thôi. Phần ghế là màu đen và được khâu màu chỉ trắng các bạn nhé. Với phiên bản RS của Honda HR-V này thì cái phần viền chỉ này nó sẽ là màu đỏ, nó thể hiện một cái phiên bản thể thao. Thế còn cái phiên bản L này cũng là phiên bản đủ rồi, nó sẽ là khâu chỉ trắng, ghế chỉnh cơ quý chị các bạn ạ. Đó là về phiên bản L, ghế ngồi cực kỳ là ôm lưng luôn. Về phần tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm tới cái vô lăng. Vô lăng bọc da 3 chấu và trên cái phần vô lăng này được tích hợp đầy đủ tất cả những cái tính năng, những cái nút bấm, tính năng tiện ích, điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng các bạn nhé. Ngoài ra chúng ta có được tích hợp hệ thống Cruise Control, quý anh chị các bạn ạ. Tính năng Cruise Control Smart Cruise Control luôn. Ngoài ra thì có hỗ trợ cảnh báo lệch làn luôn quý anh chị các bạn nhé. Hỗ trợ giữ làn dành cho các bạn. Những cái tính năng trong cái gói Honda Sensing của cái dòng xe HR-V phiên bản mới nhất này. Đây chúng ta có cửa gió điều hòa. Rồi ở trong cái vùng trung tâm này thì chúng ta quan tâm tới chúng ta được trang bị một cái màn hình giải trí. Và ở đây chúng ta có điều hòa. Điều hòa của xe là dạng auto nhé. Điều hòa một vùng độc lập. Với phiên bản L này là một vùng, có chế độ Max Cool thường thấy trên tất cả những dòng xe của bên nhà Honda. Một vùng độc lập thôi, phiên bản RS sẽ là hai vùng độc lập các bạn nhé. Công tắc AC lấy gió trong lấy gió ngoài, tăng giảm âm lượng đều được có. Cái dạng nút bấm và theo cái dạng chrome nhìn cũng tương đối là nổi bật và nó cũng rất là sang trọng. Tiếp theo nữa ở bên dưới này chúng ta có cái cần số, hộp số sẽ là hộp CVT các bạn nhé. Đây là những cái nút bấm điều chỉnh tất cả những cái chế độ lái. Ngoài ra thì có nút hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử, auto hold. Đó là những cái tính năng rất là hay. Ngoài ra thì chúng ta có cái bệ tỉ tay được ốp da các bạn nhé. Bệ tỉ tay được ốp da. Đấy, đó là cơ bản nhất về bên trong không gian nội thất của chiếc xe HR-V phiên bản L này. Thế còn ở đây chúng ta sẽ nhìn sang cái phần táp ly cửa vị trí người lái, phần lẫy mở cửa được ốp mạ chrome rồi. Auto một chạm cả vị trí người lái lẫn vị trí ở vị trí ghế phụ quý chị các bạn nhé. Auto một chạm. Đấy, nên kính lên xuống kính ấy, ý mình nói là cái lên xuống kính. Số loa của chiếc xe này trang bị là 6 loa, với phiên bản RS sẽ là 8 loa. Cửa hàng ghế phía sau này thì cực kỳ là rộng rãi. Đây một cái điểm rất cộng của một cái dòng xe gầm cao 5 chỗ nhập khẩu Thái Lan của bên nhà Honda các bạn ạ. Ở hàng ghế thứ hai này vô cùng là rộng rãi, người ngồi hàng ghế phía hai này rất là thoải mái luôn. Đấy, đó là những cái đặc điểm về không gian nội thất trang bị. Ngoài ra thì chúng ta có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai và được trang bị hai cái cổng sạc cho người ngồi ở hàng ghế phía sau này để chúng ta có thể sạc điện thoại thông qua cổng USB các bạn nhé. Nó là cổng sạc nhanh đấy quý chị các bạn ạ. Trên đó là cái phần cập nhật giá của Honda HR-V tại thời điểm dịp cuối của tháng 7 cũng như là chương trình quà tặng mức lăn bánh. Và nếu anh chị mà chúng ta đang quan tâm về chiếc xe gầm cao 5 chỗ rộng rãi thoải mái nhập khẩu thì Honda HR-V là một cái sự tham khảo. Quý anh chị mà chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử thì hãy cứ gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này để có thể cập nhật chi tiết mức khuyến mại quà tặng tốt nhất tại thời điểm mà chúng ta có nhu cầu làm hợp đồng và đặt cọc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.